với những cây xanh dáng làng như thế này thì mọi người có thể chơi một chậu. Nhưng với những cây xanh mà làm dáng đổ, dáng huyền này thì mọi người nên chơi theo cặp nhé. Nay em có rất nhiều những cặp xanh Nam Điền ôm tiểu cảnh, đủ cỡ, đủ dáng, có nhiều cửa tiền khác nhau để mọi người có thể lựa chọn. Những cái cây em bán hôm nay 100% là xanh Nam Điền, dòng lá nhỏ, da vàng, Nam Điền xịn nhé mọi người. Thì cái điều đặc biệt của nó là rất nhiều cây dáng đổ và cứ mỗi cây là một cặp này, thì hai cây dáng dấp sẽ tương tự nhau, và nếu mà mình đặt vào hai cái chậu thì nó sẽ là một đôi đối nhau. Cách mua hàng bên em, đây là mỗi cây em đều ghi rõ giá cả và mã số công khai cho mọi người. Thế thì em báo giá, mọi người cảm thấy cái giá đấy ưng ý, hợp lý thì mọi người ghi cái mã số đấy lại, chốt cho em qua số Zalo hoặc số điện thoại mà em ghi ở trên góc màn hình. Em sẽ gửi lại cây cho mọi người qua dịch vụ chuyển phát của bên Viettel. Miền Bắc là 2-3 ngày, miền Nam là 4-5 ngày thì họ sẽ giao hàng tận nhà. Mọi người xem đúng cây, để đúng mã số thì thanh toán tiền cho em nhé. Thế bây giờ, vâng, cây đầu tiên nhé, em ghi mã số là cây H1 này. Cây này em bán là 1.050.000, bao phí ship cho mọi người. Đấy, thì đây là một cây dáng làng tam đa, dáng rất là đẹp, bông tàn đóng chuẩn. Cây này căn bản là dáng nó đẹp này, bác nào thích dáng làng thì cây đã hoàn thiện hết rồi. Mọi người nhìn từ phía trên này thì có thể thấy là đây là một cây rất là ấm tàn, không có lỗi lầm gì. Cái dáng của cây nhé, dáng của cây thì đóng rất đẹp hai bên này, cây trực. Đây mọi người nhìn đường thân, đường chạy của cây nhé, hai bên đóng rất là cân đối. Quay gần cho mọi người xem này. Đấy, cây cũng có phần chân, phần bệ rễ chạy xuống rất là đẹp, có những cái rễ xoắn này đẹp. Chân xuống bệ rễ bò. Cái này mà mọi người bỏ vào một cái chậu xinh nữa thì là rất đáng chơi, rất tuyệt vời nhé. Lâu lắm mới có một chọn được một cây dáng làng đẹp lên cho mọi người. Cây H1 mọi người nhé, em bán 1.050.000. Thế thì cây này có chiều cao là 45 cm, tàn ngang thì cũng tương đương, dài hơn một tí thì tàn ngang của nó là 50 cm. Đấy, thì mọi người hãy so sánh với lại cái lon bia này để mình thấy được cái độ to nhỏ của cây. Những cái vệt xanh này là em mới phun thuốc cho cây nên mọi người một lần ấy, về mọi người đỡ phải phun, đẹp luôn. Cây dáng làng bông tàn ngủ phía trên nhìn rất cân đối, rất đẹp, không có bị sót, không có bị thiếu mặt nào cả. Để chơi luôn đây, em sẽ lấy cái bầu này cho mọi người này. Mọi người về mọi người có thể thả, nếu mọi người lấy một cái chậu này mọi người có hai lựa chọn, mọi người có thể cho đất vào, mọi người đắp rêu, hay là người có thể thả nước, điều rất là hay. Cây H1 rất đẹp. Theo là cặp H2, H3 nha mọi người nhé. Ở đây của em thì em có một cặp trực, một cặp xanh Nam Điền trực. Cái này như này là ký đá, mình gọi là cây ký đá, một cặp trực ký đá. Thế thì nói là một cặp nhưng mà riêng cây trực thì mình không nhất thiết phải chơi theo cặp. Cái này em có bán lẻ nha, nếu mà bác nào thích thì tôi chỉ lấy một cây thì ok, em bán cho các bác một cây không sao cả, bởi vì cây trực mình có thể chơi như vậy. Vâng, đây em quay riêng cây H2 cho mọi người xem. Đây nó là một cây trực ký đá, tựa đá, dòng Nam Điền xịn, da vàng đồng, cây khá là già, già rất là săn nha mọi người nhé, già già săn, nó lên màu da vàng đồng rồi đấy. Hai mặt thì cây này cũng cao 45 cm, độ to nhỏ mọi người so sánh với lại cái lon bia này giúp em. Cái này về mọi người nuôi vào tầm
dăm bữa nửa tháng hơn. Tàn nó lên rậm lên là chơi luôn. Đấy, em mới tỉa đi. Cái tỉa. Em thì em chỉ còn có một đôi này thôi đấy. Một đôi dáng kiểu dáng trực này thôi đấy. Đây cho mọi người nhìn từ phía trên, mọi người thấy bông tàn nó đóng như thế nào. Mã H2 này là 950 nhá mọi người nhé. Hàng ôm tiểu cảnh rất là nặng. Về mọi người, em gửi cho mọi người cái bầu này về, mọi người chỉ việc cho vào cái chậu thôi là mình chơi. Cây tiếp theo là cây H3 mọi người này. Em cũng bán giá bằng cây H2 thôi. Cũng là một cây dày dòng Nam Điền ôm tiểu cảnh. Đấy. Cây này thì quằn quại, dễ thân, lực hơn cây kia một chút. Nhưng mỗi cây có một vẻ đẹp riêng. Đấy. Cây H2, H3. Cái nào thích chơi một cặp cũng được mà. Một cặp thì nhìn nó hay, bởi vì hai cây là nó tương tự nhau. Cũng là dòng Nam Điền vàng đồng ấy mọi người này. Nó đã lên da vàng rồi này. Da khá là săn đấy. Săn và mốc đấy chứ không phải là hàng non đâu. Hàng non chuẹt da xanh lè đâu. Hàng khá to nặng. Cây cao cũng 45 cm. Người nhìn cũng đóng ở phía trên. Cây trực ký đá. Đá nhân tạo. Cốt là xỉ. Cây này giờ thì em đến với cặp H5, H6 này. Cái này thì bắt buộc phải bán đầu cặp, bởi vì là H5, H6 này em lên cây H5 trước này. Báo giá luôn cho mọi người này là 1.850.000 một đôi, tức là hai cây nhé. Chỉ có 1.850.000 mà mọi người mua được hai cây. Những cây mà nó già nó săn như này mọi người mua rẻ cũng phải hơn 1 triệu một cây. Đấy, em bán đây cũng chỉ có hơn 1 triệu mà mọi người mua được một đôi. Thế thì cái cây này, đấy mọi người nhìn đấy. Cây này thì bác nào thích cái form của nó không quá rộng mà nó vừa phải. Nó không quá dài ấy, thì mọi người lấy cái cây này, nó rất là vừa xinh. Đứng xa xa ra. Nó cũng là dòng Nam Điền. Lá nhỏ da vàng đồng. Mọi người có thể thấy rõ màu vàng đồng, vàng chóe của nó luôn ấy. Màu rất là đẹp, da rất là săn. Da không xanh như nào. Thì cây này là cây kiểu mọi người giống như kiểu là cây nó treo leo ở vách đá đấy. Một cây này làm treo leo vách đá, làm bò ra. Nhưng nó là như kiểu cây hoành. Cây hoành chắc là hoành đấy. Thì cây cũng đã hoàn thiện rồi. Cái tàn nó vươn ra này này. Từ khoảng cách này đến khoảng cách này này, nó là chỉ có 35 cm thôi đấy. Đo cho mọi người biết. Và độ to nhỏ của cây này thì mọi người so sánh với lại lon bia này giúp em. Chiều cao của cây, như cây này là chỉ có 40 cm thôi. Đấy, thì bác nào thích cây nó vừa vặn mà nhìn nó già già, nó cổ kính ấy, thì lấy cái này. Chưa hẳn là quá già, nhưng mà nhất định không phải cây non mọi người nhé. Đấy. Bởi vì da rất là săn, đã nổi màu vàng đồng rồi. Đấy, đây là cây nhất, tí em quay tiếp cây H6 cho mọi người xem nhé. H6 đó mọi người. Mọi người nhớ cho em nhé là 1.850.000 một đôi, được cả hai cây luôn. Thì thông số của nó cũng như cây H5 thôi. Đấy, dáng dấp thì tương tự. 1.850.000 được một đôi xanh Nam Điền. Đấy, da vàng chóe. Dòng da vàng. Dáng dấp rất là đẹp. Cũng là dáng ôm treo leo vách đá. Đấy. Thông số tương tự, chiều cao như nhau, bỏ vào hai cái chậu. Đặt hai bên, mình nhà mình có cái bậc tăng cấp ấy, hoặc là mình có cái trụ ấy, mình đặt hai cây vào hai cái chậu nhìn nó một cặp. Chơi cái dáng này mình chơi một cặp này. Nhìn thích lắm mọi người. Hoặc là bác nào có cái hồ cá tiểu cảnh non bộ ấy, thì cái cây này này nó sẽ là xuống ở gần cái hồ koi của mình để đến chậu cũng được, hoặc trồng ngay bờ cũng được. Hàng hoàn thiện rồi, gần Tết rồi chơi luôn rồi, giờ còn làm gì nữa. Gần Tết rồi mua cây là chỉ có mua cây chơi. Sau là mình đến cặp H8, H9 mọi người nhé. Đây là cây H8 này. Đây là cây H9 này. Cây H9 nó xoay ngang này mọi người xem. Đấy. Thấy không? Cây H8, H9. Thì hai cây này là cũng đối nhau. Dáng dấp tương tự, thông số y như nhau. Mọi người có thể nhìn thấy rõ một cây bên dưới này, một cây bên trên. Đấy.
Em quay trước cái H8 mọi người này. Cặp này em cũng bán bằng giá với cặp trước, đấy là 1.850.000 bao phí ship cho mọi người. Mọi người đã có được cả hai cây. Hai cây. Đấy. Cây này thì rõ. Cây dáng đổ luôn. Dòng Nam Điền lá nhỏ da vàng. Da vàng, da rất săn. Bông tàn hoàn thiện. Chỉ việc chơi. Thì cái thông số của cây này cao 45cm. Và cái tàn ngang của nó bay từ điểm này này ra đến điểm này cũng là 45cm. 48 này. Hơn một chút, 45, 48. Thế thì bác nào thích gọn thì lấy cặp trước. Còn bác nào mà thích cây kiểu dáng đổ mà vươn dài thì mình lấy cái cặp này. Cặp này thì mình để hồ cá hay là trong tiểu cảnh nhà mình cũng rất là hợp. Để thả nước hợp luôn. Hợp lắm luôn đấy. Đúng. Bây giờ cây H9 mọi người nhé. Thì nó cũng tương tự cây kia thôi, thông số y hệt, không khác gì. Quan trọng là mọi người nhìn kỹ, nhìn rõ từng cây và dáng dấp của cây. Đấy, cây nó không bị đơ, không lỗi khúc nào cả. Em làm hoàn thiện hết rồi. Da, nước da, lốt da đều như nhau, đều dòng vàng đồng cả. Kiếm được một cặp không hề dễ dàng mọi người nhé. Em bán giá rất dịu êm cho mọi người về chơi. Nam Điền nghiêm chỉnh đấy. Mã H9. Rồi, ok. Bây giờ mình đến với cặp vừa cuối cùng. Đấy là cặp em đánh mã số là H10 với H11 này. Đấy, các bác thấy hai cây. Hai cây này cũng là hai cây huyền. Tuần huyền luôn đấy. Thì bác nào thích cây rụt rịt hơn, to hơn, đóng đẹp hơn thì mình lấy cái cặp này. Cặp H10 và H11 này em bán là 2.250.000 bao phí ship cho mọi người. Chiều cao của cây cũng là 45cm. Cái tàn ngang này, ở đây đi, đến điểm này cũng là 45. Lá nhỏ da vàng. Có những cái rễ quấn nó ôm và rất là đẹp này. Da vàng chóe. H11 dáng đổ hộ. Nó rất là rụt rịt mọi người nhé. Cái đường chạy của thân nhìn rất là thích mắt. Đẹp luôn, chơi luôn. Này và thêm vào cái chậu chậu. Hoặc cái này các bác cũng thể thêm vào hai cái chậu ống được các bác nhé. Bỏ ra thêm hai cái chậu ống cũng được, cũng rất đẹp. Đây là cây H11 mọi người nhé. Mọi người nhớ cho em cặp cuối cùng này là em bán là 2.250.000 và bao phí ship. Đường thân, đường chạy của thân rất là đẹp. Tương tự như cây H10 kia. Một đôi đấy. Chiều cao y như nhau. Dáng dấp y như nhau. Để đối nhau. Đường thân rất là rụt rịt. Giờ đang hot huyền đấy nhé mọi người nhé. Vâng, đây thì tất cả những cái mã ngày hôm nay. Đây thì các bác nào ưng ý mã nào thì nhắn tin gọi điện cho em nhé. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi.